chào các bạn. Vào những ngày cuối tháng 11 của năm 2019, thì đường phố Sài Gòn trở nên nhộn nhịp hơn. Mọi người bắt đầu chuẩn bị mua sắm để chào đón những ngày lễ hội sắp tới, như là lễ hội Noel, Tết Tây và Tết Ta. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi dạo quanh một vòng Sài Gòn, Chợ Lớn và quận Tân Định, đi qua các quận như là quận 5, quận 6, quận 1 và quận 3. Đây là vòng xoay Châu Văn Liêm ở quận 5, một trong những vòng xoay mà có rất là nhiều xe cộ qua lại ở đây. Có những con đường lớn như là đường Châu Văn Liêm, đường Lãn Ông, đường Nguyễn Thi và Mặt Cửa. Từ chợ Bến Thành ở quận 1, các bạn muốn đi xuống Chợ Lớn thì ra đường Hàm Nghi, chỗ bến xe buýt ở đường Hàm Nghi, đón xe số 1 để đi tới Chợ Lớn. Xe thì mất có 5.000 đồng Việt Nam. Đi qua các đường như đường Trần Hưng Đạo, đường đi tới quận 5 và quận 6, ghé bến cuối cùng là bến xe Chợ Lớn. Ở sát bến xe Chợ Lớn, nằm trên con đường Trang Tử, có một ngôi chợ tự phát được nhóm hai bên lề đường chuyên môn bán rau củ quả và các loại trái cây, đủ các loại trái cây được bán ở đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bột, cái gạo, sách nước. Đấy, có 10.000, 10.000 cộng này chị. Nay thấy có bán táo tàu rao bán với giá là 40.000 thì 5 đồng 1 kg và trái cherry tươi thì 20.000 đồng 1 kg. Phía trước của chúng ta là ngôi chợ Bình Tây vừa hoàn thành xong sửa chữa và đã chính thức đưa vào hoạt động trở lại hồi tháng 11 năm ngoái. Dãy chợ tạm bằng tôn đã được dỡ bỏ đi. Bây giờ con đường đã được rộng rãi và thoáng hơn, không còn kẹt xe như trước đây. Chợ Bình Tây tọa lạc tại quận 6 ở chợ lớn, nằm trong một khuôn viên rộng khoảng 25.000 m2 giữa các tuyến đường như là đường Tháp 10, đường Lê Tấn Kế, Phan Văn Khỏe, đường Trần Bình. Chợ này có mặt bằng hình chữ nhật, có 12 cổng cả chính và cổng phụ, được thiết kế theo lối kiến trúc Á Đông. Đây là một ngôi chợ đầu mối bán hàng sỉ và lẻ lớn nhất ở Sài Gòn. Hàng hóa ở đây được đưa đi bán và phân phối khắp nơi trong cả nước, đôi khi cả bên Lào và Campuchia. Ngôi chợ này có tuổi đời lâu đời nhất ở Sài Gòn và thu hút rất là nhiều du khách trong và ngoài nước đến để mua sắm cũng như đi chơi. Khu vực nhà lồng có tổng cộng là khoảng 1.446 sạp, trong đó có 698 sạp ở tầng trệt và 748 sạp ở trên tầng lầu. Theo nhiều tiểu thương cho biết thì sau khi chợ Bình Tây được xây xong, các vị trí các kiosk của họ được sắp xếp tương tự giống như 2 năm trước đây. Điều này nhằm cho kết nối lại với các khách hàng cũ của họ. Chợ Bình Tây do một thương gia người Hoa giàu có là ông Quách Đàm bỏ tiền ra xây dựng vào năm 1928, rồi ông tặng lại cho chính quyền của Sài Gòn vào thời đó. Rời chợ lớn, chúng ta đi theo con đường Nguyễn Trãi và đường Trần Hưng Đạo để về lại quận 1. Sài Gòn hoa lệ, vẫn còn đâu đó những công trình kiến trúc mang đậm phong cách cổ điển của Pháp, rất là đẹp. Những công trình này đã tồn tại trên dưới 100 năm tuổi, trở thành những điểm du lịch nổi tiếng, những nơi mà du khách đều muốn ghé qua để chụp lại những bức ảnh khi viếng thăm Sài Gòn. Các công trình nổi tiếng như là Bưu điện thành phố, Nhà thờ Đức Bà và Nhà hát thành phố, v.v.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi lướt qua để xem các công trình này. Nhà thờ Đức Bà có cổng chính nhìn ra đường Nguyễn Du, xây dựng từ năm 1877 cho đến năm 1880, rộng 35m và dài 93m, thiết kế và mô phỏng theo nhà thờ Notre Dame ở Paris, nhưng nhỏ hơn nhiều và thuộc loại đẹp nhất trong số các nhà thờ ở các nước thuộc địa Pháp thời đó. Bưu điện trung tâm Sài Gòn được người Pháp xây dựng vào khoảng những năm 1886 cho đến 1891. Tòa nhà bưu điện và nhà thờ Đức Bà là những điểm du lịch mà hầu như các du khách đến Sài Gòn đều cũng phải ghé ngang. Nhà thờ Tân Định nằm trên con đường Hai Bà Trưng. Đây là một trong những nhà thờ lâu đời nhất, xây trước nhà thờ Đức Bà mỗi ít năm. Toàn bộ công trình hiện được sơn màu hồng, với mặt tiền gồm một tháp chính và hai tháp phụ. Trên đỉnh tháp chính cao 52,6m có cây thánh giá là bằng đồng, cao 3m. Bên trong có 5 quả chuông, tổng trọng lượng là 5,5 tấn. Hai tháp phụ có những tháp đèn và trang trí với nhiều cái hoa văn rất là đẹp. Gần nhà thờ Tân Định có một ngôi chợ cũng nổi tiếng và lâu đời, đó là chợ Tân Định, được xây từ thời Pháp. Khúc đường Trần Quốc Toản ở quận 3 có rất nhiều nhà hàng, quán ăn, đặc biệt là phở. Ở trong này có một cái quán phở nổi tiếng, đó là phở Pasteur, nằm trên con đường Pasteur đối diện với cái viện Pasteur. Đây là nhà may thiết lập. Ở đây có rất là nhiều các nhà may áo dài nổi tiếng. Viện Pasteur là một cơ sở phi lợi nhuận tư nhân Pháp dành riêng cho các nghiên cứu về sinh học, vi sinh vật, bệnh dịch và vaccine. Nó được đặt tên của nhà khoa học Louis Pasteur, người đã thực hiện một số trong những bước đột phá lớn trong y học hiện đại vào thời đó. Đây là tiệm phở Hòa Pasteur nằm trên đường Pasteur. Bạn đến vào giờ ăn trưa thì rất là đông khách, nhất là khách nước ngoài. Đây là một trong những tiệm phở ngon ở Sài Gòn. Bạn kêu tô thường là 75 ngàn một tô. Ăn cũng rất là no vì có nhiều bánh và nhiều thịt. Còn tô lớn thì 95 ngàn một tô, nếu mà bạn đói. Đây là tô thường, bỏ hành nhiều. Mình kêu phở tái bò viên. Thank you.
Hai công trình kiến trúc Pháp không thể không nói tới, đó là tòa nhà lối chính cũ và tòa nhà Opera, tức là tòa nhà hát lớn, bây giờ nằm ở ngay khu phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khu phố đi bộ Nguyễn Huệ vào mỗi buổi tối thì thu hút rất là nhiều du khách đến đây để đi tản bộ, vui chơi và relax. Vào mỗi buổi chiều tối thì ở sông Sài Gòn có rất là nhiều các nhà hàng nổi hay là các du thuyền chở các khách du khách đi dọc theo các khúc sông ở trên Sài Gòn thưởng thức các món ăn truyền thống cũng như các buổi văn nghệ truyền thống. Các du thuyền trên sông Sài Gòn chuyên phục vụ các tuyến tour với nhiều du khách người nước ngoài. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn đi đến đây để dự các bữa tiệc hoặc là các chương trình văn nghệ ở đây thì có thể đặt vé trên mạng hoặc là mua tại cổng chờ ngay bờ sông Bạch Đằng. Chợ đêm Bến Thành cũng là một trong những địa điểm mà thu hút và hấp dẫn nhiều du khách khi đến thăm thành phố Sài Gòn. Thank you.
Vào các buổi tối, sau khi các cửa hàng bên trong chợ Bến Thành đóng cửa, thì bên ngoài xuất hiện các sạp bắt đầu dọn ra và bày hàng ra ở các hướng cổng, như là hướng Đông, cổng Tây và cổng Bắc, biến nơi này thành một khu chợ đêm nhộn nhịp và sầm uất. Nhộn nhịp nhất là các cửa hàng ăn uống, các món loại đồ nướng như là tôm, cua, ốc và các loại hải sản. Du khách đến đây thường kêu những đĩa tôm nướng hoặc là những con cua luộc, cua hấp và nhâm nhi cùng với bia, và ngắm mọi người đi qua lại. Các bạn đi chợ đêm Bến Thành rất dễ dàng bắt gặp các xe bán xôi như vậy, các chõ hấp xôi với mùi thơm bốc ra, các loại xôi rất là thơm. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đến một cái khu mua sắm và ăn uống nằm ở dưới hầm gần khu phố Tây Phạm Ngũ Lão. Ở đây có một cái khu ẩm thực đặc biệt, là rất là nhiều món để các bạn chọn và giá cả thì phải chăng. Hôm nay mình chọn cái món lẩu Thái ăn với bún và mì. Lẩu gồm có cá, tôm, thịt, mực, đậu hũ, nấm và rất là nhiều rau. Mình gọi thêm một cái khay rau và nấm nữa để ăn thêm cho nhiều rau. Cái lẩu Thái là 138.000 Việt Nam đồng, cộng thêm một cái khay rau lớn 40.000 nữa, tổng cộng là 178.000 đồng, ăn no nê. Sau hơn 300 năm hình thành và phát triển, Sài Gòn đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Giờ nay đã trở thành một trung tâm thương mại sầm uất, nhưng đâu đó vẫn còn những kiến trúc Pháp thời xưa âm thầm và cổ kính tồn tại như một khoảng lặng nhẹ nhàng
hòa với cuộc sống hiện đại.